Ui. Cô lại đi, cô lại đi. Ui, đi nào thôi. Con gì to lắm ông ạ. Ui giời ơi. Tối hôm qua ngồi đấy cũng chả hôm nào đi bắt chuột để mà ấy. Tối nay quên mất chuột. Tôi sợ chuột nhảy hết này. Chết rồi. Càng lạnh càng chết. Xin lấy để thế nào? Để trên một cây. Hả? Để trên một cây. Sao mãi chưa tối không? Tối. Gì chứ không? Chua. Anh đang ngồi. Thế mà tôi cả giọng này. Chỗ này chắc là sâu ấy, không ở trên đông đâu. Nào một con bới đất ra trên nào. Con bới đất ra trên nào. Ôi trời ơi. Cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì đây? Ôi trời ơi. Con gì nó trốn vàng khè chỗ đấy. Cái gì vàng vàng đây này. Đây là quay đây này. Ôi trời ơi. Là vàng rồi. Ôi trời ơi. Để con người bới đất ra đi. Vàng rồi. Đây. Quá anh em ơi. Ôi trời ơi. Kinh thế. Ôi có hàng rồi. Nào. Ôi kinh ghê nhỉ. Đúng con này có lẽ chui về đây rồi đấy. Ui dồi ôi, ui, đang cãi này. Này này. Kinh chưa? Ui dồi kinh quá mọi người. Đây rồi. Quá ghê gớm luôn. Đã thấy nó đây rồi. Ui dồi động lại kìa. Màn thế nhỉ. Kinh nhỉ. To lắm không ạ? To lắm. Nào, xúc cái trên. Quá to luôn anh em ạ. Ui dồi ôi. Đấy, thì nó bảo là khủng chưa đây. Ui dồi, đang dãy này không ơi. Đang sư vần vần ở trong ấy. Đấy. Đấy. Ui giời ơi. Mấy vòng kia. Mấy khoanh kìa. Ui nó mấy khoanh luôn nhỉ. Ghê gớm nhầy. Này nó đang chuyển động, có khi là rộng mỗi là nó chui ra đấy không ạ? Đấy cái đầu nó đang thoải ra kìa sao. Đấy. Ui cái đầu nó kìa. Ui nó đang hám mồm bên này. Nó cảm nó thấy đâu đây. Ui nó cũng cắn đất chui ra. Ôi, đầu ra đấy. Ui kinh đầu chưa? Ra đấy. Nào đầu ra đấy. Thấy chưa? Ui dạ mà ăn chưa kìa. Kinh lắm cậu. Nào đầu ra kìa. Ui đang gỉ ra đấy. Ghê gớm nhỉ. Ui nó gỉ nó lấy đầu nó gỉ ra không ạ? Lấy đầu nó gỉ xít ra không ạ? Oh my god. Bẻ cái chỗ chắc phải cho chỗ này ra. Đấy cái gì á? Đừng để cái gì. Ui giời. Đấy. Trong kia chẳng đống gì cả. Cho góc kia kia ra góc này ra này. Nó mới có cái độ xoay người nó mới ra được. Đấy, thấy chưa? Ôi, giời ơi. Quá chi là ghê gớm luôn. Ui giời ơi. Thấy nàng gà đấy. Kinh. Ồ, thế. Kinh chưa? Đang xoay mình ra rồi anh em nhá. Một con rắn rất là khổng lồ luôn. Thấy đang lở rồi kìa. Thấy đang lở rồi kìa. Đang lở đây. Ui dồi ôi. Oh my god. Kinh nhỉ. Hoa to. Ui dồi. Ui đang gồng ra. Đấy. 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 Gồng ra đấy.
con này bạo chả sợ người gì cả. Sợ gì con này tấn công người luôn ý. Ăn thịt người đấy. Mở rộng cái bên kia ra cho nào. Đấy, đấy. Quá ghê gớm luôn. Bỏ đấy. Ui. Ôi kinh chưa. Đấy, 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 đấy. Đấy, đấy. Ui, gà đấy. Đấy, gà rồi đấy. Ui. Ghê ngay. Ui, ghê tuốt ra kìa. Ở lắm rồi. Con này khổng lồ luôn. Quá kinh chưa. Khổng lồ luôn. Sợ nhầy. Ui dồi ôi, nó đang từ tiến đây. Trời, quá con to quá. Yêu. To cỡ này luôn. Ui. Ui dồi ôi, trong đó còn nhiều khoanh lắm. Nhiều khoanh lắm. Trong bên trong kìa. Mình xem. Mấy khúc này. Kinh khủng không? 4-5 khoanh kìa. Đây này, trong nó còn đang kín nó nằm gọn này. Ôi, ở đâu? Ui, ghê gớm nhầy. Kinh khủng. Nào không phải cầm cái lối ra. Đuôi. Ui, tôi sợ lắm. Cắm đuôi không? Cắm đuôi. Lôi cái đuôi ra. Lượn cái đuôi. Lượn cái đuôi bên dưới. Đúng rồi, đúng rồi. Đuôi bên dưới. Đấy, đấy, đấy. Oh my god, to chưa? Ui dạ, ghê ghê. Ui dạ, to chưa? Ui dạ, ui dạ. Sợ nhầy. Cắm đúng này. Nhắc cái đầu lên, nhắc cái luồn cái đầu lên. Luồn cái đầu lên không rồi. Sợ lắm người đấy. Luồn qua cái đuôi qua đấy. Ây, ui, ui giời. Ui, chưa. Ui, ui, trong kia còn cả một đống đấy kìa. Ui, nhây. Đống trong lỗ này luôn, sợ thật đấy. Ui, giời. Ui, quá ghê gớm luôn. Ui, đang trượt ra. Xem này, một thời gian qua này anh em đã phát hiện là một cái hàng rắn này anh em đào ra thì đã phát hiện là con rắn rất là to luôn nhá. Kinh chưa? Ui, nhờ. Kinh nhây. Ui, đang từ từ, đang trượt ra này. Trời ơi, sợ nhây. Con này nó lì nhây. Không thèm chạy nhanh luôn. Lì có sợ người đâu. Không sợ đâu. Quá kinh khủng. Vậy thôi mà cắn nhanh nó mới cắn mình đấy. Luốt luôn đấy. Cái hàng của nó vùng rộng chưa này không rồi. Nhặn ít. Bên trong của nó. Anh ơi. Đấy, thật quá to con. Ừ. Con này á phải 200 cân. Con này phải 200 cân thật. Cân nội 200 cân thôi. Anh em ấy đừng vác nó về đi. Đi, thôi, khả năng anh em ấy vác nó về đi. Đi, di chuyển nó về đi. Đấy mọi người, khả năng anh em sẽ coi như là tập trung là anh em vác con chăn này về bởi vì nó quá chi là to con đấy mọi người nhá. Thì mọi người xem được cái video của anh em nếu thấy hay, nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ cho anh em nhá. Chào mọi người nhá.